Cũng trong sáng nay, tại trụ sở tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Trong quý 1 năm 2023, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả và đi vào chiều sâu, dân chủ đại diện được phát huy, dân chủ trực tiếp được mở rộng, phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực ở cơ sở. Qua đó đã góp phần phát huy được vai trò, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, đất nước, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ công chức, đảng viên ở khu dân cư, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trên địa bàn. Thời gian qua, Hưng Yên đã xây dựng và duy trì được 1.565 mô hình điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành đối với công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo đã có sự chuyển biến rõ nét, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Từ thực tiễn đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân, tấm gương điển hình tiên tiến. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản nhấn mạnh thời gian qua, công tác nắm tình hình nhân dân và tham mưu đề xuất các phương án giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân ở một số nơi còn hạn chế, gây bức xúc cho người kiến nghị, chế độ thông tin, báo cáo của một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Một số nơi còn chưa mạnh dạn tiếp cận những công việc mới, việc khó và nhạy cảm như giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường. Để việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục lan tỏa, mang lại hiệu quả cụ thể trong thời gian tới, đồng chí đề nghị. Để làm sao dân chủ thực sự ở cơ sở. Thế do vậy là chúng ta thực hiện là gì? Hai chiều thông tin. Một là thông tin của Đảng, của nhà nước xuống, các chủ trương chính sách hết sức chính xác. Hai nữa là phải tiếp cận lấy thông tin của người dân phản ánh đến các cơ quan công quyền, chúng ta cũng phải hết sức chính xác và kịp thời để chính chúng ta phải xử lý cái vấn đề của người dân. Có như thế thì mới ổn định, thì thực hiện cái dân chủ ở cơ sở chúng ta mới là công khai, minh bạch và công bằng. Chúng ta xây dựng được mô hình dân vận khéo nhưng phải nhân rộng được mô hình ra, và cái mô hình nó phải sống động trong cộng đồng dân cư.